đó, vậy đó. Nó không đủ chiều cao luôn nha. Nói thật ra thì ở đây cái khu vực này nó hơi vắng á, thành thử cũng đỡ cho cái miếng bạc này kia nó không đủ chiều cao luôn, mà đặc biệt là miếng bé gái cũng hơi lớn. Bằng mặt đất lên cho nó bằng tương đối này, đổ bê tông, bê tông liền với cái mặt này. Ừ, lý do là hoàn cảnh của cô Út như thế nào? Trong chung hoàn cảnh của Út thấy đáng thương, tội nghiệp mấy đứa cháu. Ừ. Nói chung không có khu vệ sinh ở với hai đứa, nhà cũng ở tạm bợ ở đậu nhà chú bác gì không biết. Dạ vừa hồi xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay là ngày thứ tư để mà tiến hành khởi công cho nhà của bà cụ cùng với lại ba người cháu sống trong cái cảnh màn trời chiếu đất. Qua thời gian xây nhà thì Bùi Hồ cũng nhận được sự ủng hộ của quý cô bác Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Thì còn mấy ngày nữa mới xong anh Hợp ơi? Này chắc cỡ khoảng 4 ngày nữa xong. 4 ngày nữa là sẽ xong hả cô bác quý anh chị? Và cũng thông tin với cô bác quý anh chị á, thì bây giờ hình dáng ngôi nhà nó cũng đã hiện lên cái khung nền của ngôi nhà. Chúng ta thấy cái diện tích cũng khá là rộng. Có nhiều cô bác quý anh chị hỏi là tại sao xây cái ngôi nhà này nó chỉ có bề dài nó chỉ có 9m mà bề ngang 4,5m. Thật ra ngôi nhà này rất là lớn đúng không anh hả? 11m. Tổng 12m7 đó. 12m7 là tổng cộng ngôi nhà, gồm có nhà vệ sinh nè. Rồi thêm cái phần sàn nước nơi rửa rau củ á cô bác quý anh chị. Và cái thứ hai á là hôm qua nay thì mấy anh em cũng không biết phân dân trả lời sao cho thỏa đáng cô bác quý anh chị. Và sẵn đây có anh thợ hồ này sẽ giải thích thêm để cho cô bác quý anh chị hiểu rõ. Có một số bình luận như thế này: tại sao ngôi nhà này xây có chắc chắn không mà xây có tường 10? Thì để cho anh Hợp giải thích trước. Anh Hợp là người ở trong ngành giải thích trước, thì sau đó thì Bùi Hồ sẽ nói rõ thêm cho cô bác quý anh chị hiểu ha. Anh Hợp ơi, ở đây là xây tường bó nền là cao bao nhiêu và tường 10 hay là 20 anh Hợp? Này là cao mà xong hoàn thiện là khoảng 2,5m. Và xây tường 20. Xây tường 20. Quay gần gần lại đây nè, cho thấy nè. Đây, cô bác quý anh chị thấy ở một cái lớp gạch ở ngoài, một lớp gạch ở trong, và ở phần giữa này sẽ đổ bê tông. Sau này băng mặt đất lên cho nó bằng tương đối này, đổ bê tông liền với cái mặt này. Lý do là các anh phải đi xa rồi không có cốt pha, đúng không? Rồi các anh phải xây gạch rồi tấn ở đó luôn. Thành nữ là nó sẽ rất là chắc chắn nha cô bác quý anh chị. Và cái nền này á, tận dụng lại cái phần đất nè, đất đào từ cái nhà vệ sinh lên á, đổ băng lên đây. Rồi sau đó anh Hợp sẽ đổ cát trộn vô đây luôn cho nó bằng, rồi sau đó đổ một cái lớp bê tông lên. Bê tông. Bằng cái mặt này. Cho nó bằng với cái mặt này luôn, lên khoảng 3 tấc không anh Hợp? Nếu như là gạch lên. Hoàn thiện 3 tấc. Hoàn thiện luôn là 3 tấc. Có nhiều cô bác quý anh chị lại lo lắng như thế này. Có nghĩa là ngôi nhà này không biết là nước ở dưới kinh nó lên nó có ngập không. Thì thông tin một điều là nước ở dưới con sông này lên không bao giờ ngập được cô bác quý anh chị. Tại vì lên cũng khá là cao rồi. Bình thường thì nước nó không có lên tới cái phần đất ở trên này nữa. Nó chỉ là thêm 3 tấc này nữa. Và phần đó cô bác quý anh chị yên tâm. Thì có nhiều cô bác quý anh chị hỏi xây nhà này nó có chắc chắn không? Thì anh Hợp trả lời nhà chắc chắn không anh Hợp? Không, cái này là cái nhà tiền chế. Mà cái nền đổ bê tông nữa là nó chắc lượng rồi, không có gì. Tại cái nhà tiền chế chứ không phải là cái nhà đúc mà phải làm móng cho nó mà tốn hao. Thật ra có nhiều cô bác quý anh chị nói như thế này. Bùi Hồ nói góp ý mà Bùi Hồ có vẻ như là lơ, không nghe. Thật ra làm cái công việc này nó rất là khó. Làm luôn là có sự tư vấn của các anh em ở trong ngành. Ví dụ như là anh Hợp thợ hồ cũng có tư vấn nè. Rồi anh Vũ thợ sắt cũng có tư vấn làm ngôi nhà như thế nào. Mấy anh em thảo luận với nhau làm ngôi nhà như thế nào cho nó đẹp, cho nó đủ số tiền. Và sau khi cắt nhà xong thì còn có một cái chi phí để mà sử dụng sinh hoạt sau này nữa. Chứ nếu như mà mình cắt mà không có sự tư vấn á, thì nó luôn thất bại. Thật ra thì sự góp ý của cô bác của anh chị thì Bùi Hồ cũng như là các anh em luôn có đọc và luôn có quan tâm. Ý kiến nào hay thì Bùi Hồ sẽ tiếp thu. Ý kiến nào mà có mà mình cảm thấy mình làm chưa hoàn thiện thì các anh em cũng sẽ cố gắng làm cho nó hoàn thiện hơn. Thì ngôi nhà này chiều dài á, cô bác quý anh chị nói một lần nữa là 9m, bề ngang là 4,5m. Chưa kể luôn cái phần diện tích của nhà vệ sinh là 2m nữa, ra 11m. Tính về nếu như mà ngôi nhà hoàn thiện thì nó hơn 11,7. Hơn ngôi nhà chị dưới không? 12,7, hơn, lớn hơn. Lại bề ngang 4,5m. Bề ngang của nhà chị dưới 4m thôi. Mà dài 11m là ăn gian hết 2m ở đằng sau rồi đúng không? Đúng rồi, cộng lại là 12,7 đó. Lớn hơn 7 tấc. Với bề ngang lớn hơn 5 tấc nữa. Lớn hơn 5 tấc nữa, rất là rộng cô bác quý anh chị. Hôm trước Bùi Hồ cũng có chia sẻ cô bác quý anh chị thấy cái nền này sau khi mà bó xong á, chưa bó nha, nhỏ xíu. Nhưng mà sau khi bó lên rồi dựng tôn lên nữa, ngôi nhà này cực kỳ lớn luôn. Giờ xem đó, nó 2m nó rộng lắm, 2m 4m á, qua cái nhà cầu nhà khu vệ sinh đó. Dạ. Thì trong thời gian xây dựng như thế này thì Bùi Hồ cũng nhận được sự
quan tâm của cô bác quý anh chị thì Mạnh Thường Quân cũng như là gửi thêm tiền để mà đóng la phong cho nó đẹp nè. Đóng luôn la phong nhanh hợp nha. Rồi rồi. La phong đó là bao nhiêu tiền, hôm trước anh nói bao nhiêu? Khoảng 7 triệu. La phong luôn. Rồi sau đó là dán gạch. Dán gạch thì chị nữa chắc có thể là nhờ bà cụ Cho bà chọn màu. Cho bà cụ chọn màu. La phong thì cũng anh cho chọn. Cho chọn luôn đi ha. Cái nhà vệ sinh là kiên cố lắm nha cô bác anh chị, có bồn cầu bấm nước rồi có vòi sen rồi luôn đúng không? Rồi đi điện rồi hết luôn, rồi đóng la phong ở trên luôn á. Đó, cô bác anh chị cứ yên tâm về cái khoản đó. Trong thời gian rất ngắn thì các anh thợ phải cố gắng làm để cho mấy ngày mưa gió như thế này bà cụ cũng trông mong lắm. Và cái hình ảnh mà đáng thương nhất là ngày hôm qua bé Tuyền á ôm những cái viên gạch từ đằng này để lại đằng nhà vệ sinh đó cho anh Hùng anh xây. Hỏi con ôm chi ạ? Nói con ôm để mà cho các chú thợ xây cho nhanh để con vô nhà con ở, chứ con nôn quá chú. Ngày hôm nay là không biết có đi học không, sáng nay ở nhà cứ không ấy, cứ đi tới đi lui hoài anh học ha. Theo anh thì đối với nhà của Út như thế này à, sống một mình nuôi mấy người cháu như thế này à, bản thân anh là một người coi như là một người ở ngoài thôi, thì chỉ xây nhà để kết nối, thì anh thấy hoàn cảnh của cô Út như thế nào? Không, nói chung hoàn cảnh của Út thấy đáng thương, tội nghiệp mấy đứa cháu. Nói chung không có khu vệ sinh ở với hai nó, nhà cũng ở tạm bợ ở đầu nhà chú bác gì không biết. Rồi mình lên có nhà cầu nhà tắm đàng hoàng cho mấy nhỏ ăn học với hai nó ở cho nó mà không có mua dột. Thấy hoàn cảnh dạ. Này thật sự đáng giúp không? Dạ đáng giúp. Xứng đáng được nhận ha. Cái ngôi nhà này nếu như mà anh Hợp nói thêm một lần nữa, chắc chắn độ bền của nó ở khoảng bao nhiêu năm đó nữa? Không, nhà này nếu mà ở cho nó hư là khoảng 35 năm là bình thường. 35 năm là chưa hư luôn nha. Tại mình xài tôn qua sen không. Anh Vũ là sử dụng là tất cả đều hàng tốt. Và anh Hợp, anh sau khi mà anh cuốn nền xong anh còn đổ bê tông trên này nữa. Nên cô bác của anh chị an tâm về cái độ sụt lún của ngôi nền là không bao giờ có. Tại cái nền cũng kiên cố, cái nền này kiên cố, đất liền, đất liền kiên cố. Mà đất cũng rất là cứng luôn, ở dưới có đá dưới nữa. Tại mình đổ bê tông này nó lên, nó bảo vệ được cái nền nè. Tại mình đổ bê tông. Với cái nền nó hay, nó thấp chứ không có cao. Dạ. Cái ngôi nền, cái nhà này tính ra sau khi mà hoàn thiện xong thì nó dài lắm. Nó dài. Tại đất ở sau nó hết, mình phải đeo qua bên. Chứ đúng ra mà đất nó còn, mình lấy cái theo chiều dài nó dẫn nó dài lắm. Ngôi nhà này thì Bùi Hồ cũng sẽ làm hai cái cửa sổ bằng nhôm. Một cái cửa sổ chỗ phòng khách và một cái cửa sổ ngay tại nấu ăn. Nấu ăn. Là hai cái chỗ, một phòng khách thì lấy phòng khách thì để ở mặt trước này nè, để lấy ánh sáng. Một cửa sổ nấu ăn để có thể thoát hơi những cái nấu nướng á, của chiên xào rồi nó bay ra. Hay là lấy ánh sáng. Mà cửa sổ bằng nhôm á, khi mình kéo sang á thì nó cũng lấy đủ ánh sáng, lấy được ánh sáng. Tại con nó có kiến. Nên là nữ cô bác quý anh chị yên tâm. Tại vì sao ngôi nhà này là khoét hai cái cửa sổ nữa nè. Thì ở đây á thì cái ngôi nhà này mình mở cửa sổ ra cho nó mát luôn ha. Thì bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng vô đây với Bùi Hồ. Chuyển nhật tư hay gì anh Hợp? Rồi. Thì hiện giờ xe đâu? Cát cũng tới nè. Đây, ai da. Này bơm mấy khối cát anh Hợp. Sáu có anh Hợp cũng kêu sáu có cát, xe cũng đang chở vô nè cô bác quý anh chị. Rồi cô bác quý anh chị thấy được rằng là ngôi nhà này á cũng cát nó cũng đỡ cho mấy anh. Có phần đất nữa nên cũng đỡ. Anh này ve vô đổ vô nền luôn hay sao? Đúng rồi. Phần thi công của anh Hợp thì 50 triệu, của anh Vũ là 50 triệu và phần la phong là 7 triệu nữa. Nó đang ve vô. Thôi bây giờ qua bên kia quay hỏi anh Hùng tí xíu ha. Né ra. Cái này là để cặp bên thôi chứ đổ vô trong đâu được. Anh đổ xui đi khỏi vô lần. Sao? Anh phải xui đi đổ ra ngoài luôn khỏi vô trong. Ở ngoài đúng hả? Ở ngoài. Đổ ngoài cho mấy anh thợ chích vô. Anh bắt lại sao tới sao? Anh Hợp sao không ve vô trong luôn cho khỏe anh em? Không ve vô sợ nó dùng cái trong bên nó không. À vậy hả? Đúng. Đổ ở ngoài xui vô để mình dích nó cũng nhẹ hơn. Chứ đổ một cục ngay tại chỗ này thì ban ra ngoài sao còn khó hơn nữa. Đúng rồi. Tới đi xíu đi anh. Đúng rồi.
Không sao hết, không có lúng đâu. Rồi rồi, ngưng. Cái miếng đó khi mà ve này đập 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 vô để cho cát nó chạy xuống. Mấy xe đang anh hợp? Vậy là một xe này có hai khối thôi. Xe này ba khối. Xe này mấy khối anh? Hai khối. Hai khối hả? Vậy là còn hai xe nữa, hai xe cát với lại xe đá nữa. Vật tư ở đây nó tương đương với trên mình không anh Hợp? Có cát chấm rẻ hơn mắt 4 triệu. À, cũng rẻ ha, cũng bằng trên mình đúng không? Nhưng mà ở Cà Mau thì nó mắc hơn. Ở Cà Mau làm như cái xứ đó nó vùng có nước mặn. Còn ở đây là cái vùng Trà Vinh này nước ngọt nhiều nên là nữa là cát nó cũng dễ. Gạch nó cũng quân bình như mình chứ. Vậy hả? Nhưng mà em thấy là gạch cũng chất lượng ha. Ngày hôm nay là anh sẽ làm cái công việc gì? Khỏa là cho tứ xong mơ đổ cái này nè, mới đổ bê tông cái này nè. Ngày mai là bắt đầu đổ bê tông ha. Cho Vũ chuẩn bị nhật xuống thứ hai làm. Bữa nay là thứ mai là thứ bảy. Hôm nay thứ bảy rồi. Bữa nay là thứ bảy. Ngày mai đổ bê tông là khuya chủ nhật anh xuống là thứ hai anh làm luôn. À, có cần ứng tiền thêm không hay là để đó đi? Không, để đi, chưa có đầu tứ đầu quan trọng mới có tốn tiền nhiều, cái này bữa này là giặt chưa. Vậy hả, thôi khỏi trả luôn đi ha. Rồi. Anh Hợp làm với anh Hợp là cũng không có thấy mệt, tại vì tính ảnh vui lắm. Vui lắm. Ảnh hài hước lắm. Ảnh đôi khi chiều cho anh xị là im à. Không có quậy lắm à. Không có quậy. Nói gì chứ anh Hợp anh vui lắm cơ báo anh chị. Thợ hồ mà anh cũng ít khi nào anh nhậu nhẹt lắm, anh lo làm chính à. Thường thì chắc thứ bảy chủ nhật mới làm một lần mà uống rượu cho nó đỡ tiền anh Hợp ha. Đi đi xa giờ không dám nhậu. Cái gì giao thông quá trời. Nhiều, mình cũng có cái độ an toàn. Có uống vài ly để mình ngủ nghỉ ngơi cho khỏe thôi. Bữa nay là chỉ ban cát ra rồi xây nhà vệ sinh là xong. Mơ đổ nè. Có uống cà phê gì chưa? Sáng rồi. Không, bà cụ có kêu cà phê uống chưa? Không, ngày kêu lấy tử giấc chưa. Vậy hả? Em chiều sáng là khỏi uống. Thứ hai nữa coi cái chị nào á, bán miễn phí cho mà anh mấy anh em làm nè. Để coi hỏi chị để em lên cái quên nói bộ hồ đang lên mà giới thiệu cho chị luôn. Uống cà phê sữa luôn ha. Ở đây là không có anh lớn làm thì coi như công trình thì không bao giờ hoàn thành được. Không, anh lớn là anh nhiều nhất luôn á. Bây giờ cái nhà coi là cái nhà vệ sinh cũ mà có một cái tấm tôn đó, thành thử mấy anh em mình thấy được nhà vệ sinh mới thấy nó vui ghê á. Thật ra cảm giác ở trong lòng các anh em mà thực hiện những cái được kết nối mà để hỗ trợ cái ngôi nhà có nhà vệ sinh như thế này thì không gì hạnh phúc bằng. Có ai hiểu được cái cảm giác mà đi tắm mà mưa trên nó dội xuống mà nó ướt mình, thậm chí là lá cây trên đó nữa. Đây là gợi nhớ lại cái thước phim đầu tiên mà Bùi Hồ đến gì dịnh cái tấm thiết nè, sợ sập chiều lại bà cháu không có chỗ nơi để mà tắm rửa nữa nè. Đúng đó, rồi. Đồ em làm lại cái tấm thiết đó rồi. Nè, đây là mình gửi lại lúc những clip đầu tiên nè cả nhà. Đó, Bùi Hồ đi vô nó cái tấm thiết. Cái tấm thiết chỉ để lên không có cuộc, không có gì luôn. Đây là cái miếng lá dừa nước nha. Lá dừa nước. Ủa, lá dừa của mình á. Rồi đè lên cái tấm thiết cái này. Nè, thậm chí là kéo lên nè. Đó, bình thường là cái tấm thiết nó như thế này. Mà hổm gài á, cái cây này nó siêu dẻo quá, thành nữ là nó tuột xuống tới dưới này luôn nè. Mà Bùi Hồ quậy hồi là cái cây này gãy là chiều nay khỏi tấm luôn.
Kéo lên miếng đi cho nó khô khô. Anh thấy không, là cái xung quanh mấy cây là nó siêu dẻo hết trơn, như cái gân rụng. Chỉ có cái nhà tắm này á, chỉ có cái thùng bê thôi, với lại cái giò nước ấy vô. Còn cái cây nè ha. Kéo cửa lại. À, cái cây này nè, cái chân này nó cũng ghẹo luôn nè. Như bà gà rụng răng hết nè. À, vậy đó. Nó không đủ chiều cao luôn nha. Nói thật ra thì ở đây cái khu vực này nó hơi vắng á, thành thử cũng đỡ cho cái miếng bạc này kia nó không đủ chiều cao luôn, mà đặc biệt là miếng bé gái cũng hơi lớn, thành thử là cũng nguy hiểm lắm. Tại vì bà cụ á, là cô á, nói bà cụ và cô bác với anh chị là cô ở đây là cô chỉ cô đi bán nguyên ngày luôn, thành thử là hai bé gái ở nhà nguy hiểm lắm. Nhà cửa thì không có kìa, cửa nẻo gì hết à. Thì hôm video clip đầu thì mấy anh em xuống là không có hai cọng dây kẽm chặn hai bên, nhưng mà ngày hôm nay thì có hai cọng dây kẽm chặn hai bên đó anh Đồng, là do mùi hồ quậy quá muốn thập luôn rồi. Không phải cái mưa anh đừng đối thừa em tội nghiệp nhỏ. Kìa, thấy không đó. Đó, nếu mà không có hai cọng dây kẽm là chắc chắn là sẽ sập rồi. Ghê quá. Có nghĩa là tắm khơm xuống như thế này nè. Như bà cụ rồi tắm là phải khơm xuống như thế này nè. Chứ bây giờ cao này nó bị đụng đầu nè. Tắm là núp ở trong cái tấm tôn này nè nha. À, núp ở trong cái tấm tôn này chứ qua anh kia tắm rồi sao. Tính kể cái câu chuyện này mà không biết có nên kể không à cô bác của anh chị. Câu chuyện gì em? Bắt nguồn từ đâu? Kể hết đi ha. Ở trong nhà vệ sinh này đi ra nè. Ở trong nhà vệ sinh này có 5 thành viên trong gia đình, mà chỉ có một cái cây bàn chải đánh răng mà thôi. Chỉ có cái cây này nè. Có một cây dắt thôi ha. Đây này, hư rồi. Một cây mà. Cái này là do bùi hồ phát hiện nè cái này. Đúng rồi. Mình có cái tật là mình hay nhiều chuyện soi mói. Nên là nữ là cô bác anh chị đừng la bùi hồ nha. Nhưng mà thương á, thương. Có mấy bạn nhỏ thì mình không dám nói, tại vì sợ mấy bạn ngại. Chứ thật ra thì nói để cho cô bác anh chị hiểu thêm cái cảnh nghèo. Có nhiều cô bác anh chị nói rằng bùi hồ cùng với các anh em mà quay đoạn phim ngày hôm qua á. Quay đoạn phim, ra đi, ra nhà vệ sinh nói đi. Ở đây nhà tắm. Người quay đoạn phim ngày hôm qua mà ăn cơm với lại mấy cái cộng độ que đó. Thì nói bùi hồ mua cho một vài ký thạch để kho để ăn, thì bùi hồ sẽ thực hiện cái việc đó. Và sau khi có ngôi nhà xong á, vô ngôi nhà mới rồi bật bếp ga lên lửa rồi nấu thạch kho tàu cho mấy đứa bé ăn, để mình chia sẻ thức phim lại cho cô bác quý anh chị thấy được luôn. Hôm còn qua mà anh em mình chia sẻ cũng rơi nước mắt là đúng, thấy mấy cháu chị ao ước là có một ngày được ăn thịt thôi, nhưng mà cái ước mơ cũng thành mơ ước thôi chứ không giờ có thịt ăn luôn. Thương bé Tiền nói một câu thôi là tại sao không kêu ngoại mua thịt ăn, nói ngoại bán không có tiền, rớt nước mắt. Nói chung là mỗi nhà khác nhau, mỗi cảnh khác nhau, và như anh em của tụi mình đi nhiều hoàn cảnh khác nhau thì cái khổ nó cũng khác nhau. Có người thì khổ vì chồng con bệnh tật không thể lao động, có người khổ vì hiện nay phải nuôi rất là nhiều người cháu mà tuổi đã già như bà cụ này. Có người lại khổ vì cái gánh nặng gia đình với lại lao động số tiền rất ít mà có thể nuôi rất là nhiều người trong gia đình. Có người lại khổ vì cái cảnh nó thê lương quá. Nói chung là không có khổ cảnh nào nó giống cảnh nào. Mà khi mà được chia sẻ như thế này để mà cô bác quý anh chị hiểu và lan tỏa những cái yêu thương như thế này là niềm vui của các anh em. Thật ra các anh em đi làm YouTube chủ yếu là kiếm tiền nhờ việc doanh thu từ cái việc quảng cáo, qua những cái video quảng cáo mà nhà tài trợ họ chèn vô trong video clip của các anh em á. Cái đó là làm chi phí đi nè, chi phí để ăn ở và chi phí để đi tìm những hoàn cảnh khó khăn để lan tỏa. Ở đây thì các anh em là chỉ kết nối được đến đâu thì hay đến đó. Cho nói về cái công việc mà gọi là chuyên về làm thiện nguyện thì nó cũng chưa chắc là như vậy, chưa hẳn là như vậy. Vì các anh em đâu đó gần có cuộc sống cho bản thân của mình, mình nuôi gia đình thì mới có cái tâm trạng đi chia sẻ những cái câu chuyện như thế này, đúng không anh Bảo Đồng? Đúng rồi. Còn cái việc mà hỏi vì đâu tiền đâu mà để đi làm những cái công việc này thì
đây là một cái cầu nối kiếm tiền từ việc thu nhập từ việc YouTube, và những lượt xem, những lượt yêu thích, những lần chia sẻ của cô bác anh chị là động lực để các anh em có thể đi xa hơn, tìm đến những mảnh đời khó khăn khác và có thể lan tỏa những yêu thương như thế này. Thôi không nói nhiều nữa, hỏi anh Hùng cho quay anh Hùng tí xíu ở nhà cho vợ xem nữa. Anh Hùng, hôm qua nay mấy ông này phụ sao rồi? Bộ hồ la cái làm cái miếu nè. Vậy hả? Rồi anh nhận ai làm đệ tử? Hai ông này nè. Thì bây giờ ông nào cũng được. Vậy hả? Chứ không có lựa. Rồi là giao nghề cho anh luôn, anh đi làm YouTube. Không được. Không được. Làm không được. Dạ sao vậy? Em thấy nghề anh, tại... em thấy nghề của em. Tại vì anh không có năng khiếu. Vậy sao anh xây gạch, xây gạch hay quá mà. Anh làm nghề này chắc ăn em ơi. Dạ hả? Ừ. Anh Hùng anh nói là làm nghề như mấy em đi cũng cực quá. Thật ra là đi xa nhiều, ăn cơm đường cháo chợ nhiều hơn là ăn cơm gia đình anh Hùng ha. Đây đến chiều là xong cái nhà vệ sinh không anh Hùng? Xong. Xây thẳng lên trên luôn ha. Không, đổ. À còn đổ sàn ở đổ dĩ đây nữa. Chiều nay đổ luôn ha anh. Mời. Thông tin với cô bác của anh chị là tường không, ở đây là tường của nhà vệ sinh cũng là 20 nha. Ở trong nền cũng là 20 luôn. Đó, nên cô bác của anh chị mà khi mà xem chưa có gõ đó thì từ từ cập nhật lên, chứ bây giờ nói bùi hồ hoài bây giờ không biết trả lời sao mà trả lời hết tất cả các bình luận thì cũng khổ lắm. Câu chuyện nó dài lắm, thành nữ không tập trung xây nhà nữa. Nên thành nữ là có gì cũng thông cảm. Làm thì một cái quan điểm của các anh em á là khi kết nối làm thì phải làm cho chắc chắn, vì biết rằng đâu đó là ngôi nhà mà nếu như mà làm nó không kiên cố thì biết đời nào mà bà cụ sửa được cái ngôi nhà. Nói thậm chí mua thêm một cái tấm tôn nữa, bà cụ cũng không có tiền mua thêm một cái tấm tôn để làm che cái nhà vệ sinh nữa, nó chia làm một cái ngôi nhà nó lớn như thế nào vậy anh Hùng? Đúng rồi. Nên là thành thử là cái anh thợ ảnh có một cái rất là hay, là ảnh làm là rất là có tâm, ở đây không có quảng cáo gì á mà làm, cái anh làm là rất là kiên cố và chất lượng, và dám khẳng định là 30-40 năm là chuyện bình thường. Thì sau này các đứa bé nó đi học, nó có nghề, nó về nó cắt lại nhà tường nhà lầu kệ. Nhưng mà làm này là không làm là cái hầu lớn rồi lại. Mới lấy gạch xong kêu lính ơi lấy hồ nữa. Chứ sao vậy? Nên anh lớn chạy. Thì gác cực nay đi mới ăn bê tông khổ. Vậy là chiều nay bắt đầu là mình trộn bê tông, là mình đổ luôn cái phần ở trên với lại cái phần sàn dĩ đây. Chưa, mơ không có đổ. Ngày mai hả? Ban cát chưa? Xây rồi quay ngang tô. Tô rồi mới xây ngăn bọng, rồi mới đóng cái sàn rồi mới đổ. Ừ. Chứ đổ đổ liền được. Mình chiều nay là mình mua ba cái đống cát này, là vô này khóa cho nó bằng mơ có đổ. À, cực. Bữa nay là cực công ha. Bữa nay là mình ăn là ăn 6 khối cát. Quả nào luôn, quả nào chứ. Dạ. Được không? Phải không? Mình anh làm á, chiều nay em thấy mà anh Hùng có làm này, em mét vợ anh Hùng á. Kiểu tiếp không có tiếp đâu. Thấy đặt vậy chứ có nhiều người đi xuống đặt cũng không được đâu. À, anh Đồng. Đồng ông Đồng Tháo xuống đặt coi. Em thấy được á nghe. Nhưng mà thời gian, tại vì bây giờ em muốn làm thôi. Chứ nó không phải nổ, chứ cái nhà em ở là đang ở đó, cái móng đó là em xây á. Rồi mướn mấy người sửa. Anh xây xong rồi mướn mấy người sửa. Mình anh xây là ba người sửa đúng không? Em phải hỏi mình anh xây là bao nhiêu người xỉn. Thì anh xây thì em vẫn nghe anh xây, em có nói gì đâu, nhưng mà em hỏi ảnh là mướn mấy người sửa. Quan trọng là bao nhiêu người sửa không? Đúng rồi. Anh Hùng ảnh lấy hồ nó nhanh gọn lẹ và đặc biệt là rất là đẹp luôn á. Hai mấy năm mà còn gì nữa. Tính ra thâm niên nó cũng hơi bị lâu rồi. Mà không có lương hưu. Ngày nào không làm là vợ không cho ăn cơm luôn á. Vậy là còn vài viên nữa là xong rồi. Hai ba chục cục nữa là xong cái nhà cầu.
em thấy là có nơi mà xây khỏi cần đổ hồ đầu là sao anh Hùng? Phải vô hồ đầu. Vậy hả? Có khi người ta sắp, ta sắp rồi, ta xây rồi cái ta mới chờ để hồ đầu vô. À. Còn này mình vừa xây vừa để luôn. Ừ. Mau quá. Anh Tâm thấy mau không? Thấy mau. Anh Tâm thấy mấy anh thợ Đồng Tháp làm sao? Được khéo. Dạ. Anh thấy người Đồng Tháp dễ thương vô cùng đó. Khéo mà nhiệt tình đó. Tranh thủ làm. Mưa gió cũng làm, mưa cũng ra ban mà. Ủa sao trong nền anh giúp da bỏ anh hợp? Cái đó là dư hay sao? Phải có lớp cát tôi phải là nó được. Chứ ép nó quá rồi. Đúng rồi. Có nghĩa là dư đất thì anh phải vít ra để cho cát nó trộn vô luôn cho nó chắc chắn, chứ để đất không thì nó không được. Em không biết em hỏi gì đó, không biết là anh sao mà vít ra cái hồi lại chờ lợi đó vô. Thấy chưa chờ lợi đó thấy chưa đời. Hàng chi là anh biết, em biết là ngày sau hồi đó anh xây cái móng nhà anh luôn rồi đó. Đời cũng vậy có trả luôn. Em nói đúng không anh Hùng? Đúng em đúng. Vít ra nè rồi hồi ông lại đó ông vít vô nè là ông sao. Đúng chứ anh có nói. Không, cái nền đâu. Này rất là chắc chắn nha, cái nền này kiên cố á, có nghĩa là về cái phần địa chất á anh Hợp. Dạ. Chứ cái nền mà như nền ở trong những cái tuyến dân cư đó, nền nó không có bằng cái nền này. Đúng rồi. Ở đây là cái vùng đất từ trước tới giờ nên cái đất ở đây nó rất là cứng, đào thấy đào mấy anh đào cực ghê luôn á. Với lại biết sao, vòng vòng ở đây có mấy cái cây lâu năm, cây dừa rồi á. Hành thử nó chân dễ, nó có sẵn hành thử nó cứng lắm. Cây dừa nó rễ nó ăn sâu lắm, thành thử là ngày xưa có câu là dù cho cơn bão số 5 nó tràn ngồi miền Tây mà không có cây dừa nào bị trốc gốc. Rồi hai viên nó xong. Hay quá anh Hùng ơi, uống trà đường hay trà đá? Trà đá thôi. Em đãi, còn trà đường anh Đồng. Đãi cho ông thầy ha. Đúng rồi. Mình sắp được có thầy nữa đó. Ở bên kia mình trượng miếng miếng vậy là sao ta? Nếu mình thả cây ra. À, thả cây ngang đổ không? Ở bên đây là cũng chừa giống bển không? Chừa luôn chứ. Là mấy anh xây là cũng có kế hoạch đồ hết á, chứ không phải là muốn để ra đấy. Cái ngang nữa đổ dĩ, đổ sàn, đổ dĩ. Ở ngoài thì cứ xây bít, còn ở trong thì xây chừa. Như vậy là trong sáng ngày hôm nay á thì anh Hợp cũng như là các anh em sẽ ban cái phần cát ra trong cái khuôn viên của cái ngôi nền này, rồi đổ bê tô xong, rồi sau đó là ngày mai bắt đầu là đổ dĩ rồi anh Hợp đổ bê tông để trong ngày thứ hai thì anh Vũ sẽ tiến hành dựng lên cái phần tiền chế ở trên. Bây giờ thì chắc có lẽ là buổi hồi sẽ kết thúc video clip này tại đây, tại vì công trình trong ngày hôm nay thì sẽ không có thay đổi gì nhiều nữa các bác anh chị, và đoạn clip cũng khá là dài rồi, thì buổi hồi sẽ vô để mà hỏi thăm về tình hình của các cháu cũng như là bà cụ vào thời điểm hiện tại như thế nào ha.